là một cái vai diễn mà em nghĩ là trời, cái lúc mà em diễn em chung với anh Cao Minh Đạt á, trong cái phim Bánh Mì Giọng Mậu á, là những cái ngày cuối phim là hai anh em dường như là gục ngã luôn á, tại vì cái sức diễn của hai cái vai này nó quá nặng á. Cái ngày cuối cùng mà em quay chung với anh Đạt á là em diễn mà em nhập vai đến nỗi mà em tát ảnh một cái, bao nhiêu cái hận thù, bao nhiêu cái uất ức của mình chứ, cái vai này nè, khi mà trả thù cho chị của mình á, bao nhiêu uất ức á, trời ơi em tát anh một cái mà ảnh sái cái hàm luôn, có nghĩa là em phải đi theo ảnh xin lỗi quá trời luôn á, tại vì mình quên mất. Mà lúc đó thật sự luôn em không biết lúc đó là Linh hay là Trâm nữa, mà lúc đó chắc chắn là Linh rồi, tại vì khi mà em diễn cái đoạn đó rồi, mắt thì khóc rồi tay thì em gồng hết lên, rồi xong rồi em tái một cái, bao nhiêu sự hận thù là được trả hết cho ổng vậy đó. Trâm xin gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là các báo chí báo đài ạ. Ngày hôm nay thì thật sự là rất là vui, tại vì bản thân của Trâm là làm nghề cũng 10 năm rồi, và đây cũng là lần đầu tiên mà Trâm được đề cử. Thật ra thì những lần trước thì mình cũng được đề cử rồi, nhưng mà lại không may mắn là được giải. Nhưng mà lần này thì Trâm rất là hy vọng ở bộ phim Vương Miện Xương Rồng. Đây là một bộ phim mà web drama mà chính do tay của Trâm là đầu tư sản xuất nữa, do bên công ty Điền Quân hỗ trợ. Thì Trâm nghĩ là đây là một bộ phim, một kịch bản là nó rất là gần gũi và nó rất là tình cảm. Tại vì mình là mình không có làm theo một phong trào nào hết. Ví dụ như là có những bộ phim web drama thì khi mà quý khán giả coi á, thì quý khán giả sẽ thấy là nó hài rồi nó pha những cái tình huống mà kiểu giống như là hài hơi lố một tí. Thì phim của Trâm thì Trâm xác định ngay từ đầu á là mình sẽ làm theo cái hướng đó là tình cảm, ý nghĩa, và đặc biệt là khi mà khán giả người ta coi phim xong á thì họ sẽ động lại một cái gì đó và họ sẽ thấy được mình ở trong đó. Thì đó là những cái thông điệp mà Trâm muốn gửi tới cho quý vị khán giả. Thì cũng may mắn là khi mà lần đầu tiên mình làm một bộ phim web drama, mình bỏ tiền ra mình đầu tư và được chiếu trên kênh của mình á, thì được rất là nhiều khán giả đón nhận luôn. Mình vỡ òa, tại vì cái tập 1 với tập đầu tiên á là những mấy ngàn bình luận đối với mình là như vậy, mình quá sức tưởng tượng rồi. Và mình nghĩ đó sẽ là một cái động lực để mình cố gắng và mình sẽ làm được nhiều phim khác hơn nữa. Là không chỉ là bộ phim Vương Miện Xương Rồng mà còn có bộ phim Anh Bán Dĩa Màu, thì chị cũng không có được tên đề cử nữa, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái vai diễn về bộ phim này. Thật ra thì ở trong đây, trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh đó, thì có phim Muôn Kiểu Làm Dâu nè, rồi phim Bánh Mì Ông Màu nè, thì phim nào Trâm cũng có tham gia. Ví dụ như phim Muôn Kiểu Làm Dâu á thì là một cái vai tiểu tam rất là ấn tượng, đáng lẽ là cũng sẽ được đề cử luôn, nhưng mà tại vì bên chương trình nói là thôi bây giờ Trâm dành cái giải thưởng đó tập trung vào phim Vương Miện Xương Rồng, thì Trâm nghĩ là mình cũng nên tập trung và mình để những cái giải thưởng đó cho những người xứng đáng hơn, còn mình tập trung vào cái giải thưởng đó, phim Vương Miện Xương Rồng thôi cũng được. Rồi sắp tới Trâm có dự định ra mắt thêm một cái series web drama nữa với Trâm? Trời ơi, đây là một câu hỏi mê mông chờ nãy giờ. Thật ra thì gần tới cái ngày bấm máy phim mới rồi. Đó là một bộ phim mà em sẽ làm về phim Tết. Đây là cũng là một cái web drama mà em cũng rất là đầu tư. Đó, dạng thứ nhất là dạng diễn viên rất là sừng sò. Rồi thứ hai là em cũng sẽ PR cũng như là họp báo sẽ hoành tráng hơn. Tại vì thật ra cái phim Vương Miện Xương Rồng á của em là ít nhiều báo chí không có biết tới, là tại vì rất là xui. Ở đây có nghĩa là từ cái thời gian mà Trâm bấm máy á thì là bị dịch. Xong rồi cái bấm máy xong rồi, dịch xong mình chờ cái hết dịch cái mình bấm máy xong rồi cái lại mình chuẩn bị họp báo, thì còn mấy ngày nữa thôi là họp báo á, thì dịch lại bị một lần nữa, thì phải dời lại hoãn hết tất cả các họp báo mà mình cũng như là ekip bên Điền Quân đã chuẩn bị, cho nên là Trâm cũng rất là buồn, nhưng mà Trâm cũng may là khán giả ủng hộ, và Trâm hy vọng là với cái dự án sắp tới, trước mắt thì Trâm cũng chưa chia sẻ được nhiều về cái bộ phim sắp tới, nhưng mà chắc chắn là ngày 28 tháng 12 này là Trâm sẽ bấm máy, và phim này cũng là từ 6 đến 8 tập và sau đó sẽ được chiếu vào dịp Tết của năm 2021 này, và hy vọng cũng như là các anh chị báo chí cũng như là quý khán giả sẽ ủng hộ, tại vì đây là một trong những cái bộ phim mà Trâm rất là tâm đắc. Tại vì Trâm nghĩ khi mà mình làm phim mà mình chiếu trên YouTube á, thì nó là một cái sản phẩm của mình, không những nó đánh dấu mình có một cái bước ngoặt khác mà mình còn làm theo cái kiểu mà đam mê của mình nữa, cho nên là Trâm nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ mình. Cái web đó mà đó thì mình đầu tư vốn hàng đồng hay là sao? Dạ, em chia sẻ thật luôn là
hôm trước em có chia sẻ là nếu như mà không tìm được nhà tài trợ thì chắc chắn là em sẽ tự bỏ tiền ra làm, mặc dù em có thể là bán xe hoặc là em bán nhà hay gì đó để em làm, tại vì một khi em đã xác định em làm rồi thì mình sẽ làm tới cùng, tại vì mình cũng đã lên lịch hết rồi, mình cùng ekip để mình bàn bạc về diễn viên hay tất cả mọi thứ rồi, bây giờ mình ngưng lại thì có thể là làm cho mọi thứ nó bị hụt hẫng, cho nên là dù cho thiếu tiền, dù cho có phải bán nhà bán xe thì em vẫn sẽ làm cái bộ phim sắp tới, và mình cũng thông cảm thôi. Thật ra phim trước thì có nhà tài trợ mà phim này thì mình vẫn chưa tìm được nhà tài trợ, là mình cũng không thể nào mà mình hy vọng được, tại vì dịch nè, xong rồi lũ lụt nè, tất cả mọi thứ rồi ai cũng khổ giống nhau hết, cho nên bây giờ để mà tìm được nhà tài trợ cũng rất là khó. Cho nên là mình chăm nghĩ là nếu mà mình cứ cố gắng thôi, nếu mà có thì tốt, còn không có thì mình sẽ cố gắng hết sức. Về diễn viên xịn sò thì có thể bật mí một số đó, hoặc là nhân vật nào đó trong quá trình mà của mình sắp tới được không? Dạ, thật ra thì đầu tiên là trong trong phim của em á thì có bốn nhân vật chính, nhưng mà trước mắt là em với lại anh Khương Dừa, còn hai nhân vật kia thì hiện giờ là chiều hôm nay nè em sẽ gặp cái bạn nam chính đó, còn một mà bạn nữ chính nữa thì em xin phép được giấu ạ. Nhưng mà đối với em thì đó là những cái diễn viên mà em rất là yêu mến và cũng được rất là nhiều khán giả yêu mến. Thì dàn diễn viên phim trước á là đa phần em chọn là diễn viên truyền hình, nhưng mà lần này thì em sẽ đổi lại, em sẽ chọn những bạn mà hot về YouTuber hoặc là hot trên mạng xã hội đó để mà thử đóng phim và thay đổi. Vậy thì mức kinh phí á, mình mời người ta có gặp khó khăn không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là trong cái mùa này hoặc là trong năm nay á, thật ra thì phim ảnh này kia rất là khó khăn, tại vì bị dịch này kia ảnh hưởng rất là nhiều, cũng không có thể nào mà bấm máy nhiều được, cho nên em nghĩ là có một cái bộ phim mà để mình làm hợp tác, và với là cái điều em nghĩ là ví dụ như là khi mà người ta mời em đi làm cho họ một cái web drama nào đó, bản thân em á, khi em biết là người ta phải bỏ tiền ra người ta làm, mà làm web drama thì chắc chắn là không thể nào lời được, thì em sẽ là cái người hỗ trợ cho họ hết mình. Thì em nghĩ là khi mà mình làm á thì mình mời lại thì họ cũng sẽ hỗ trợ mình hết mình thôi. Ví dụ như anh Quách Ngọc Tuyên cũng vậy, thì Trâm cũng hay giúp đỡ ảnh quay những cái chương trình mà của ảnh up trên YouTube, thì khi mà anh làm Trâm làm phim thì Trâm nói là anh Tuyên ơi, khi nào mà em có làm phim thì anh giúp hỗ trợ em. Anh Tuyên cứ một hai là ừ em cứ làm đi, anh sẽ hỗ trợ, tại vì anh em của mình hỗ trợ qua hỗ trợ lại, tại vì mình là đồng nghiệp với nhau, mình hiểu được là khi mà mình làm một bộ phim á thì nó tốn kém như thế nào, mất thời gian như thế nào và công sức nhiều như thế nào, cho nên Trâm khi mà Trâm đi mời diễn viên thì tất cả mọi người ai cũng hỗ trợ hết, đó là một cái điều mà Trâm nghĩ rất là vui. Nhưng mà thấy là dạo gần đây thì có rất là nhiều web drama thành công và chuyển bản sang phim điện ảnh, ví dụ như là Bố Già hay là Chị 13, thì Châu có nghĩ là mai mốt mình cũng sẽ định hướng như vậy hay không? Dạ thì phải nói là anh Trấn Thành hay là chị Thu Trang á, thì những cái bộ phim của anh chị thì em rất là ngưỡng mộ, và đặc biệt là anh chị là quá giỏi rồi, thì mình cũng không có dám mơ ước xa xôi đâu, nhưng mà trước mắt là mình phải làm tốt cái phim web drama của mình cái đã. Khi mà khán giả người ta đã đón nhận rồi thì lúc đó mình mới nghĩ cao xa hơn, tại vì anh Trấn Thành với là chị Thu Trang thì mình không thể nói được, tại vì anh chị là những người mà bây giờ người ta thành nhà sản xuất rồi đó, cho nên là người ta rất là tài giỏi rồi, mình thì mình cũng sẽ cố gắng, nhưng mà cái điều đó thì em nghĩ là bây giờ trước mắt là mình sẽ cố gắng tốt cho cái web drama của mình trước đã. Nhưng mà mình có đặt ra tiêu chí cho mình không? Dạ đương nhiên có ạ. Em mà làm xong rồi mà sau này mà phim mà thắng là em sẽ làm phim điện ảnh luôn. Nhưng mà ý là khi mà làm web drama như vậy thì mình nhận cảm hứng từ ai? Cái bộ phim đầu tiên thì em làm cảm hứng về cái không phải là về cuộc đời của mình, mà nó là về những cái trong gai, những cái bước đường đi của mình mà 10 năm mình tự lập trong Sài Gòn. Còn cái bộ phim thứ hai này thì em muốn làm về những người con xa quê, hoặc là làm, tại vì bản thân mình cũng là người con xa quê á, cho nên là khi mà Tết tới á thì mình rất là mong ngóng để được về quê, được gần ba mẹ, cho nên là em và ekip á cũng nghĩ là làm một cái gì đó mà nó phải đặc biệt, tại vì giờ về quê thì người ta làm rất là nhiều rồi, ví dụ như chuyến xe về quê này, hành trình về quê này, rồi ăn Tết với quê nó như thế nào đó, thì bây giờ mình phải nghĩ ra một cái kịch bản làm sao để cho nó khác, nó mới, nó lạ. Cũng là một cái hành trình về quê, nhưng mà là một cái hành trình nó rất là gian lao và những cái câu chuyện hài hước ở trong đó. Và đặc biệt là trong cái phim của em là có anh Khương Dừa, thì tất cả mọi người ở đây không biết là mọi người có thắc mắc là tại sao lại mời anh Khương Dừa, có gan quá không, nhưng mà thật ra em với là anh Khương Dừa là một hai anh em đồng nghiệp với nhau rất là thân thiết, và đặc biệt là anh Khương Dừa là ảnh là một YouTuber rất là chuyên nghiệp rồi, và cái lượng sub của ảnh nó rất là cao, hơn 3 triệu lượt sub rồi, thì em nghĩ là tại sao mình không thử mời ảnh, và trong khi ảnh cũng là được
đề cử là diễn viên yêu thích nhất của triển vọng của Ngôi Sao Xanh. Thì trong có làm việc chung với anh rồi và anh diễn rất là dễ thương luôn, trời ơi, hài hước mà dễ thương lắm. Và cái nhân vật này là Trâm nhờ biên kịch là viết luôn cho anh Thương Dừa. Và sau đó là khi mà nhận được lời mời của anh rồi thì mình cảm thấy là mình rất là hào hứng khi mà hai anh em làm việc với nhau, hiểu ý nhau và đưa ra những cái kịch bản, những cái lời khuyên, những cái lời góp ý. Thì lúc đó là kịch bản của mình nó sẽ hay hơn. Và Trâm cũng làm theo cái kiểu là nhẹ nhàng, dễ thương, không bao giờ làm kiểu giống như là hài mà hài xàm. Cái đó thì cái kênh của em thì em không hướng tới. Cho nên là nếu như mà quý khán giả hoặc là mấy anh chị báo chí có coi kênh của em thì sẽ thấy là hình ảnh của em là hồn nhiên vô tư, rồi gần gũi, rồi hòa đồng. Và đặc biệt là những cái chuyến hành trình đi từ thiện của em ở miền Trung. Thì đó là cái kênh của em sau này cũng sẽ hướng lên, hướng theo cái kiểu là ví dụ như là mình sẽ đi từ thiện nhiều hơn và mình hỗ trợ bà con, những người mà khó khăn nhiều hơn. Đó là cái hướng đi của em. Nhưng mà thấy là hình như đâu đó trên phim truyền hình cũng như là điện ảnh này nọ thì thấy là Hồ với Trâm hay đóng vai Tiểu Tam, thì không biết là hai mốt có định hướng là mình chuyển sang một cái vai gì đó nữ tính hay là đàn thắng hay là thay đổi chứ không thay đổi. Dạ, Vương Mỹ Sư Rồng là một cái điển hình. Thật ra là tại vì á, những cái vai Tiểu Tam em đóng á nó nổi bật quá cho nên là mọi người cứ nghĩ nghi em là cứ là Tiểu Tam, nhưng thật ra em cũng đã đóng rất là nhiều vai hiền lành, nhiều vai cá tính như là đánh đấm rồi công an này nọ. Nói chung là những cái vai đó thì nó kiểu giống như là nó quá bình thường đi, nhưng mà so với lại những cái vai Tiểu Tam thì nó quá nổi bật. Nó giống như là cái phim Buôn Kiểu Làm Dâu á, em đóng vai thứ 9 thôi, nhưng mà cuối cùng lại là một cái phim mà lại quá nhiều ấn tượng bật lên, mà cái kênh YouTube của em nó cũng lên cũng là nhờ cái phim đó. Cái lượng tương tác của khán giả người ta rất là nhiều, người ta ghét em từ trong phim ra tới ngoài đời, đến khi mà coi YouTube rồi người ta mới thấy là à, thì ra là trên phim á là một cái cô, là một cái con Tiểu Tam như vậy, nhưng mà ở ngoài đời thì em là một cô bé rất là gần gũi, rất là đơn giản và mộc mạc. Đó là cái điều mà em cảm thấy là em rất là thầm cảm ơn quý khán giả, tại vì người ta không có phải là người ta coi trên màn ảnh không, mà khi người ta tìm hiểu về đời sống, về riêng tư của mình thì họ lại yêu mến mình, thì cái đó là cái điều mà em nghĩ là ai cũng mong mà. Nhưng mà đi ra đời có ai đã từ comment hay là gặp em và giống như là ghét luôn cả như nhân vật trong phim không? Dạ có chứ, là nhiều lắm mà. Tại vì có nhiều người em cũng không hiểu nữa, có nhiều khán giả người ta coi phim xong rồi người ta cứ nghĩ là ừ là mình là trong phim mình vậy, là ở ngoài đời mình cũng vậy đó. Nhiều khi em đi cái xong người ta kêu trời ơi con này Tiểu Tam này, người ta chỉ mặt mình, trời ơi mặt về mà đóng giá không, trời ơi mặt về mà đi giục chồng người ta. Có nghĩa là người ta nói trong cái sự hồn nhiên của họ và họ chỉ nghĩ là ừ mình đóng cái vai đó là mình ra ngoài đời cũng vậy. Dạ không có đâu, ở ngoài đời em hiền khô ha. Nhưng mà vậy rồi sao, cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Dạ không sao, em quen rồi. Em quen rồi, từ cái phim Buôn Kiểu Làm Dâu nha, người ta nhắn tin cho em lên Facebook đó, người ta nói kêu à, con quỷ mày giật chồng người ta, rồi nói những cái lời thô tục này kia đủ các kiểu hết. Xong cái mới đầu em cũng buồn, nhưng mà em nói chuyện với là những cái người chị trong ekip á thì nói là chị ơi, người ta dạy cái xong rồi chị em nói ủa Trâm em bị cái gì vậy, người ta chửi em như vậy có nghĩa là em thành công, em hiểu không? Cho nên là đừng có buồn vì những cái tiêu cực đó, mà mình phải cố gắng hơn nữa, mình làm sao cho những cái vai Tiểu Tam của mình nó đa dạng hơn, đa màu sắc hơn. Đó, giống như cái vai Linh trong phim Bánh Mì Ông Hầu á, thì là một cái vai này là Tiểu Tam, nhưng mà Tiểu Tam có mục đích em quay lại để em trả thù cho chị của em. Và bây giờ hiện giờ là phim cũng đã chiếu được nửa chặng đường rồi, và nửa chặng đường còn lại là cái vai của em á cực kỳ ấn tượng luôn, là một cái vai diễn mà em nghĩ là trời, cái lúc mà em diễn em chung với anh Cao Minh Đạt á trong cái phim Bánh Mì Ông Hầu á, là những cái ngày cuối phim là hai anh em dường như là gục ngã luôn á, tại vì cái sức diễn của hai cái vai này nó quá nặng. Cái ngày cuối cùng em quay chung với anh Đạt á là em diễn mà em nhập vai đến nỗi mà em tát ảnh một cái, bao nhiêu cái hận thù, bao nhiêu cái uất ức của mình với cái vai này nè, khi mà trả thù cho chị của mình á, bao nhiêu uất ức á, trời ơi em tát anh một cái mà ảnh sái cái hàm luôn, có nghĩa là em phải đi theo ảnh em xin lỗi quá trời luôn á, tại vì mình quên mất. Mà lúc đó thật sự luôn em không biết lúc đó là Linh hay là Trâm nữa, mà lúc đó chắc chắn là Linh rồi, tại vì khi mà em diễn cái đoạn đó rồi mắt thì khóc, rồi tay thì em gồng hết lên, rồi xong rồi em tái một cái, bao nhiêu sự hận thù là được trả hết cho ổng vậy đó. À. Rồi thì nhìn lại năm 2020 á, là mình đã làm được gì và những cái gì mình chưa thực hiện được không? À, năm nay là một cái năm mà Trâm nghĩ là rất là ấn tượng với bản thân, vừa sinh nhật xong luôn thì cũng làm một cái clip gọi là cái clip kỷ niệm á. Thì khi mà Trâm nhìn lại cái quá trình của mình đi á, thì đến nay đã là 10 năm rồi, vừa tròn 10 năm mình được làm cái nghề luôn, mặc dù là mình không phải là một diễn viên mà quá ấn tượng hoặc là một diễn viên mà quá xuất sắc, nhưng bù lại là mình có rất là nhiều khán giả yêu thương mình. Và đặc biệt là năm 2020 này là em vừa làm cái phim Vương Miện Sinh Động nè, được khán giả yêu mến nè, làm kênh YouTube cũng được mọi người ủng hộ nè, em mới vừa làm thôi mà em được gần 400.000 sub rồi. Đó là một cái điều mà em không tưởng tượng được, tại vì lần đầu
mình không nghĩ là mình làm YouTube là mình sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, rồi được gần gũi, và lúc đó là mình sẽ được yêu thương nhiều hơn. Rồi năm nay là một cái năm mà rất là nhiều đáng nhớ, là miền Trung cũng bị lũ lụt đó, thì bản thân em cũng là người còn miền Trung đó, thì lần đầu tiên mình đứng ra mình kêu gọi mà cũng được gần 1 tỷ đó. Mọi người nghĩ là có nghĩa là hồi đó thì giờ mình cũng rất là nhát, mà không bao giờ mình dám đứng ra mà mình kêu gọi hay gì đó, thì em chỉ sợ, em ngại tới cái chuyện tiền bạc lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà mình kêu gọi xong rồi mình ngày hôm nay bảo là ngày hôm sau là em bay về quê liền luôn, và em hỗ trợ bà con của ích lòng nhiều. Xong rồi khi em cảm thấy là khi mà mình làm được những cái việc thiện như vậy á, thì khán giả người ta hiểu mình hơn, người ta yêu thương mình hơn, người ta không có còn mà khi mà coi phim thấy Tiểu Tam xong người ta chửi em nữa, người ta nói người ta biết em ngoài đời như thế nào rồi, nó khác, nó suy nghĩ của người ta khác hơn về em. Thì đây là một cái năm mà em nghĩ là cũng rất là nhiều ấn tượng với em. Dạ đương nhiên là em sợ rồi, nhưng mà ví dụ như là khi mà em đi làm như vậy á, thì ngày nào khi mà em tự bỏ tiền túi của mình ra, xong em kêu gọi thêm mạnh thường quân nữa, thì có những cái tiêu cực á, là người ta nghĩ là mình không có minh bạch á, thì em lúc nào em đi làm em cũng phải live stream nè, em live stream trực tiếp cho họ coi mình tới những hoàn cảnh như thế nào, rồi mình ghi hình lại hết. Thì có hôm mấy em bị người ta nói em cũng buồn, em về em khóc. Xong rồi cái chuyện mà quản lý á, chị mới nhắn tin cho em nói là ngay cả anh Công Vinh hoặc là chị Thiết Tiên á, người ta cầm một số tiền rất là lớn như vậy, thì người ta còn áp lực nó huống hồ gì là mình. Cho nên á là mình phải cố gắng lên, làm việc thiện nó khó lắm. Bây giờ em miễn sao em làm đúng cái tâm của em là được rồi, em đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Đó, khi mà chị quản lý cho nói như vậy xong thì em hút gạt hết ra, em mới bắt đầu khi mình làm. Em đi 2 chuyến, một chuyến đầu 7 ngày, một chuyến sau là 6 ngày. Rất là bực luôn, em xuống 5kg. Nhưng mà em đi hết 11 huyện và mấy chục xã, đi hết tới mọi nơi, cái nơi nào mà người ta khó khăn này nọ là em đi tới hết luôn. Mặc dù là em đi thì em không có ầm ồn ào giống người khác, nhưng mà em đi thì mình nghĩ đó là mình đi tới đó mình hỗ trợ cho bà con được phần nào thì mình hay phần đó. Xong rồi từ giờ tới Tết á, khi mà sau khi làm phim Tết này xong á, em lại về quê và về miền Trung, về Quảng Ngãi, và em sẽ hỗ trợ và kêu gọi thêm để mà ủng hộ quần áo cho những trẻ em ở vùng cao á. Tại vì ở trên đó khi mà em lên á, thì em thấy mấy em ở trên đó không có đồ bận và rất là tội luôn. Cho nên là em có một cái suy nghĩ là em sẽ làm cái chương trình đó là Tết yêu thương dành cho mấy em ở trên đó. Đó là một cái ước nguyện của em trong cái dịp Tết lần này. Và em sẽ tranh thủ về sớm và trích một số tiền từ cái bộ phim mình làm ra. Phim mình làm ra có lợi lỗi gì mình không biết, nhưng mà mình sẽ trích tiền từ cái phim mà mình kiếm về, xong rồi mình sẽ làm cái chương trình là Tết yêu thương cho những em vùng cao. Đó là cái ý nguyện của em trong năm nay.